Kênh Công Bố Ăn xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn món ấp bu hấp Thái nóng hổi và thơm ngon, rất hấp dẫn. Một món ăn chơi hay là món nhậu rất là ngon luôn nha. Và nếu thấy thích món ăn này thì xin mời các bạn cùng xem hết video. Xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật các video mới khi kênh ra nha. Còn bây giờ thì mời các bạn xem qua nguyên liệu nấu nha. Nguyên liệu mình sử dụng ở đây là một ký ốc bu nha. Sau khi mua về thì các bạn ngâm với nước ớt cho nó nhả đất ra cho sạch nha. Ngâm tầm 1 tiếng ha. Và các bạn sẽ rửa sạch lại. Mà mình sử dụng ốc bu vàng, ốc bu đen hay là ốc lét đều được nha. Bên đây thì mình có 4 cây sả, một trái ớt sừng, hai trái chanh, 40g lá chanh và tầm 5 tép tỏi nha. 50g củ ghiền. Và một gói lẩu Thái hiệu này nha. Rồi một số gia vị nêm khác nữa. Bây giờ bắt tay vào mình thực hiện thôi. Trước tiên mình đem ốc đi rửa sạch lại nha. Ghiền á thì mình cũng đã rửa sạch rồi. Mình sẽ cắt ra thành những cái lát nhỏ nhỏ nha. Sả thì mình sử dụng 3 cây và các bạn cắt lát xíu của này nha. Hai cây sả còn lại thì mình sẽ đập dẹp ra và các bạn sẽ cắt ngắn lại nha. Ớt sừng thì mình cũng sẽ cắt lát xíu luôn. Tỏi mình sẽ băm nhỏ ra. Hai cái chanh thì mình cắt ra và vắt lấy nước nha và loại bỏ hạt. Mình dùng một ít nước và cho hai cây sả đập dẹp vào, đậy nắp lại cho nước sôi lên. Khi nước sôi lên thì mình cho ốc bu vào để mình luộc, để ốc được sạch nha. Rồi mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ đậy nắp lại cho nước sôi lên lại nha. Khi nước sôi lên các bạn tắt bếp, rồi mình vớt ốc ra. Ốc ấy, mình vớt ra rồi mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước nha. Rồi khi rửa ốc thì các bạn tháo luôn cái mề ốc ra và mình sẽ rửa sạch bên trong luôn ha. Như vậy là xong nha. Bây giờ mình đi nấu nước lẩu Thái thôi. Rồi mình cho một ít dầu ăn vào trong nồi nha. Và cho hết phần sả, ớt và tỏi băm vào để mình phi cho thơm lên. Khi mà nguyên liệu đã thơm lên rồi thì mình cho vào 700 ml nước để nấu nha. Rồi bây giờ mình đem gia vị vào nè. Mình sử dụng 1 muỗng rưỡi đường nha. Tầm 1 phần 3 muỗng hạt nêm. 1 phần 3 muỗng bột ngọt. Và 1 muỗng rưỡi lẩu Thái Aziwit nha. Nước chanh thì mình cho vào 3 muỗng. Các bạn có thể sử dụng nước mi nè, nước tắc cũng được ha. Và 1 muỗng rưỡi tương ớt. Rồi mình khuấy đều gia vị ra và các bạn nấu cho nước lẩu này sôi lên nha. Lúc này thì mình sẽ nêm lại coi đã vừa khẩu vị của gia đình mình chưa nha. Nếu
Nếu nước lẩu đã vừa ăn rồi và sôi lên thì mình cho ốc bu vào để mình nấu cho nó được thấm cái nước lẩu thái nha. Và cho lá chanh vào luôn cho nó được thơm. Rồi mình xóc đều lên nha. Rồi mình chỉ cần xóc nhẹ và xóc sơ lên thôi để vỏ ốc không bị bể ra nha. Để cho ốc được thấm. Rồi khoảng tầm 1 đến 2 phút á, mình tiếp tục trụng đều lên lần nữa. Rồi mình trộn lên thêm một lần nữa nha, là 3 lần. Thì mỗi lần cách nhau khoảng tầm 1 phút ha. Thì mình nấu khoảng tầm 3 phút, không nấu quá lâu thì ốc sẽ bị teo ha. Bây giờ mình tắt bếp và cho ra ngồi để thưởng thức thôi. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn cùng thưởng thức món ốc bu hấp thái với mình nha. Rất là nóng luôn và ăn cái lúc nóng này thì nó rất là ngon ha. Đây, ốc nóng hổi và rất là mập luôn. Lúc này thì bên ngoài trời đang mưa rất là lớn nha các bạn. Vừa ăn và vừa hấp cái nước lẩu thái chua chua ngọt ngọt và nóng này thì rất là tuyệt vời luôn. Và mình cũng đã chia sẻ đến cho các bạn xong món ốc bu hấp thái đơn giản nhưng rất là ngon. Xem video nếu thấy hữu ích thì đừng quên nhấn like và chia sẻ video này. Hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật các video mới khi kênh ra. Còn bây giờ thì mình tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn tiếp theo nha.